Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Trước đó, truyền hình Người Đưa Tin đã phản ánh từ lâu khu đô thị Tân Tây Đô Đan Phượng, Hà Nội mọc lên một bãi trông giữ xe ngoài trời nhưng không có giấy phép hoạt động. Xung quanh các tòa chung cư, toàn bộ vỉa hè bị chiếm dụng. Thậm chí, các phương tiện đỗ thành hàng dài bất chấp biển báo cấm gây ùn tắc và mất an toàn giao thông. Ngày 18 tháng 3, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Học, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập cho biết. Hiện tại là ở khu đô thị Tân Tây Đô là không có bãi xe ngoài trời nào cả. Theo quy hoạch và cũng như đăng ký thì có những cái bãi xe là ở trong khu, trong những cái tòa nhà tầng hầm thôi. Ngày 9 tháng 3, sau khi truyền hình Người Đưa Tin Pháp Luật có bài viết, Công an xã Tân Lập đã tiến hành rà soát, kiểm tra điểm trông giữ xe trái phép ở chung cư Tân Tây Đô và Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập đã gửi tờ trình, hồ sơ lên Phòng Tư pháp huyện để ra quyết định xử phạt. Ông Học cho biết thêm. Sau khi xem cái phóng sự của các cô thì mình là lãnh đạo thì mình phát hiện ra. Còn trước kia ấy là chỉ có ở cái rạp chiếu phim ấy là người ta trông xe cho những cái trường hợp là vào để xem giả thôi. Còn về ô tô để ngoài là không phải là bến xe ngoài trời, để cho nên là từ trước giờ là mình chưa phát hiện thấy là anh em thu tiền, chỉ có từ lúc anh em là phóng viên là làm việc thì mới thấy. Ngày 16 tháng 3 năm 2021, bà Đào Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng ra ký văn bản số 1360 quyết định xử phạt hành chính đối với ông Đông Văn Quang, địa chỉ tại Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội, về hành vi chiếm dụng lòng đường đô thị từ 20m2 trở lên làm nơi trông giữ xe. Mức phạt tiền là 12.500.000 đồng. Đồng thời, yêu cầu ông Đông Văn Quang buộc phải khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị do vi phạm hành chính gây ra. Cũng theo ông Học, tại một số tuyến đường quanh khu dân cư, đơn vị này đang đề xuất Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng bổ sung thêm biển cấm đỗ xe để lực lượng thanh tra có căn cứ xử lý phương tiện dừng đỗ gây mất an toàn giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt cho người dân di chuyển an toàn. Về việc bãi xe tự phát có đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, ông Nguyễn Văn Học, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập cho biết. Riêng về cái khu toàn bộ các tòa nhà là đều đảm bảo, đều là phải xin phép và đều qua ở huyện phòng quản lý đô thị và đều kiểm tra về các cái bãi xe ở các tòa nhà là đều đảm bảo. Còn ở trên thì nó không phải là bãi xe, thế cho nên là thì đương nhiên là nó sẽ không có hệ thống để đảm bảo phòng cháy chữa cháy luôn. Theo ghi nhận của phóng viên, các bãi xe này đa phần không có bất cứ phương tiện phòng chống cháy nổ nào. Hàng trăm chiếc xe được trông giữ tại các khu vực, điểm đỗ, xen lẫn trong khu dân cư, với trữ lượng xăng dầu, chất cháy tập trung rất lớn. Như vậy, sự cố cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, rất khó kiểm soát nếu không được xử lý triệt để. Để tránh trường hợp nay xử lý, mai tái vi phạm, sau đợt xử phạt này, Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng vẫn cần phải tăng cường, thường xuyên kiểm tra, kiên quyết chấm dứt hoạt động của bãi xe không phép, đảm bảo an toàn cháy nổ cũng như tính mạng, sức khỏe cho hàng ngàn hộ dân ở chung cư Tân Tây Đô. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.